Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 12 tháng 8 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Học Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Nghị tung chiêu câu dính hàng loạt quan tham. Thủ thuật tung chiêu câu hàng loạt quan chức ủng hộ là cách làm quen thuộc của ông Nguyễn Tấn Dũng khi còn làm thủ tướng trước đây. Chính ông Nguyễn Tấn Dũng đã dùng sức mạnh kinh tế để gây ảnh hưởng to lớn. Vì thế, ở hội nghị Trung ương 6 khóa 11, ông Nguyễn Phú Trọng quyết định kỷ luật ông Nguyễn Tấn Dũng nhưng không thể kỷ luật được, và sau đó ông Trọng phải khóc trong phát biểu bế mạc hội nghị. Và đó chính là bài học át hẳn ông Nguyễn Phú Trọng không thể không dạy cho các thuộc hạ để đối phó với con trai ông Nguyễn Tấn Dũng. Với Nguyễn Thanh Nghị thì ông ta có ưu thế là trình độ học thức cao hơn Nguyễn Tấn Dũng, nên có thể ông con của ông cựu thủ tướng có thể nhận ra những thủ đoạn chính trị nhạy bén hơn. Làm chính trị trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam khó có chuyện mà trong sạch. Nếu trong sạch thì sẽ bị loại thải ngay từ đầu bởi vì không thể vào guồng máy tham nhũng được. Vào ngày 7 tháng 8, Nguyễn Thanh Nghị đã chỉ đạo Bộ Xây dựng soạn một đề xuất và đề nghị Thủ tướng phê duyệt cho các cán bộ cấp cao được bố trí biệt thự công vụ có diện tích lớn nhất tới 500m². Biệt thự có diện tích 500m² là rất rộng. Nhà công vụ chỉ là nhà dùng để quan chức ở và làm việc thì chỉ cần 100m² là đủ. Việc tăng diện tích biệt thự nhà công vụ lên cao chỉ kích thích lòng tham cho quan chức ở đây. Nhà công vụ là loại nhà thì dành cho ủy viên Trung ương Đảng trở lên, mà trong đề xuất của Bộ Xây dựng là đặc biệt biệt thự dành cho các cán bộ cấp cao, tức là chức ủy viên Bộ Chính trị. Nhà công vụ thường là những ngôi nhà ở những khu nhà giàu có, dành riêng cho những người có địa vị, vì thế những căn nhà đó có giá trị rất lớn. Những căn nhà đó làm cho các đại gia bất động sản rất thèm thuồng, vì chỉ cần có mảnh đất đó là họ có thể thiết kế những dịch vụ hái ra tiền. Với 500m², hoàn toàn có thể xây cao ốc văn phòng cho thuê hoặc xây khách sạn nhiều tầng với tiêu chuẩn nhiều sao. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị. Ở Việt Nam, những tập đoàn bất động sản lớn thì luôn săn lùng các mảnh đất ở những khu trung tâm đô thị. Quỹ đất dành cho xây dựng căn nhà cũng như những cao ốc sang trọng đang rất thiếu, vì thế nếu chiếm dụng thì sang tay sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Ai có lợi trong dự thảo này là câu hỏi mà dư luận cũng đặt ra. Theo báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, dự thảo quyết định cuối cùng sẽ chỉnh lên Thủ tướng, mà Thủ tướng là ông Phạm Minh Chính, người được ông Nguyễn Tấn Dũng trước đó đã nâng đỡ rất nhiều. Thì rất khó có khả năng ông Phạm Minh Chính bác bỏ dự thảo này. Cán bộ cấp cao là những người trong Bộ Chính trị, những người này rất có quyền lực. Vậy nên, nếu ban ân huệ cho những người này thì thế nào ông Nguyễn Thanh Nghị cũng được sự ủng hộ của họ. Cán bộ cấp cao được bố trí biệt thự công vụ có diện tích lớn nhất tới 500m², và mặc dù hiện nay nhà nước cấm bán hóa giá nhà công vụ, nhưng chuyện lách luật để mua lại những căn biệt thự đắc địa với giá rẻ bèo không khó khăn gì. Nguyễn Thanh Nghị đã chỉ đạo Bộ Xây dựng gửi văn bản gửi đến các bộ ngành địa phương để góp ý cho dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ. Những quan chức rất muốn ở nhà công vụ có giá trị, vì khi ở thì họ sẽ có điều kiện hơn để xin mua hóa giá căn nhà đó. Đây là một món lợi béo bở, khó ai có thể làm ngơ được. Đây là hình ảnh những căn biệt thự đắc địa mà bán hóa giá cho quan chức, thì đó là món lợi rất lớn. Được sự chỉ đạo của ông Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ Xây dựng đánh giá việc áp dụng các tiêu chuẩn về nhà ở công vụ vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn nhà ở công vụ tại quyết định số 27/2015. Quy đề tại Bộ Xây dựng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt quyết định thay thế về tiêu chuẩn nhà ở công vụ. Cụ thể, theo dự án về tiêu chuẩn nhà ở công vụ đang lấy ý kiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được bố trí biệt thự diện tích đất khuôn viên từ 450 đến 500m². Phó Thủ tướng Chính phủ hoặc cấp tương đương trở lên được bố trí biệt thự diện tích đất khuôn viên từ 350 đến 400m². Bộ trưởng hoặc cấp tương đương trở lên được bố trí một trong hai loại hình nhà ở công vụ là nhà liền kề diện tích đất từ 200 đến 250m², hoặc căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 140 đến 160m². Thứ trưởng, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của luật pháp, và khoa học các nhà khoa học công nghệ hoặc cấp tương đương trở lên
được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 100 đến 140 mét vuông. Các đối tượng khác được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 80 đến 100 mét vuông. Bí thư tỉnh ủy được bố trí nhà ở công vụ ngang cấp bộ trưởng. Và câu hỏi được đặt ra là ông Nguyễn Thanh Nghị đang có dự định gì? Để được sự hỗ trợ của cấp trên thì phải đem lại lợi ích cho cấp trên. Cấp trên của Nguyễn Thanh Nghị thì chỉ có ủy viên Bộ Chính trị. Với những ủy viên Bộ Chính trị được ở biệt thự 500 mét vuông thì ai mà không hài lòng. Nếu ai được ở nhà và sau đó hóa giá những căn nhà họ ở lại càng hài lòng hơn và chắc chắn sẽ ủng hộ Nguyễn Thanh Nghị nhiều hơn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tân Dũng, vừa là cha vừa là thầy của Nguyễn Thanh Nghị. Với cấp bộ trưởng và bí thư tỉnh, những người nằm trong Trung ương Đảng, Nguyễn Thanh Nghị giao cho họ những căn nhà công vụ từ 200 đến 250 mét vuông thì đó cũng rất có giá trị rồi. Ở cấp địa phương, Nguyễn Thanh Nghị thì áp dụng tiêu chuẩn nhà công vụ được dự thảo là bí thư tỉnh ủy và cấp tương đương được bố trí một trong hai loại hình nhà ở công vụ, đó là nhà liền kề diện tích đất từ 200 đến 250 mét vuông hoặc căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 140 đến 160 mét vuông. Phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 100 đến 140 mét vuông. Theo dự thảo quyết định của Thủ tướng về tiêu chuẩn nhà ở công vụ mà Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đóng góp, cấp bí thư tỉnh ủy được bố trí nhà ở công vụ tương đương cấp bộ trưởng. Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, giám đốc sở, chuyên viên cao cấp, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia và đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, hoặc công chức, viên chức là giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế thuộc các đơn vị sự nghiệp có vị trí việc làm và lãnh đạo, quản lý tương đương trở lên, được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 80 đến 100 mét vuông. Các chức danh chuyên viên chính, công chức, viên chức bao gồm giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế thuộc các đơn vị sự nghiệp có vị trí làm việc lãnh đạo, quản lý, được điều động luân chuyển đến công tác tại xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo, được bố trí gian nhà tập thể diện tích sử dụng từ 30-45 mét vuông, không kể diện tích công trình phụ. Các chức danh công chức, viên chức bao gồm giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế thuộc các đơn vị sự nghiệp có vị trí làm việc chuyên môn. Công tác tại các khu vực nông thôn, xã, vùng sâu, vùng xa, có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, khu vực biên giới hải đảo được bố trí gian nhà tập thể diện tích thấp hơn từ 25 đến 30 mét vuông, không kể diện tích công trình phụ và diện tích bình quân tối thiểu là 12 mét vuông trên một người. Như vậy là Nguyễn Thanh Nghị đang muốn lấy lòng từ cấp cao hơn đến cấp ngang bằng ông ta và đến cấp bậc thấp hơn. Đây có thể là chính sách có lợi cho Nguyễn Thanh Nghị rất lớn trên con đường sự nghiệp của ông tới Đại hội Đảng. Và Nguyễn Thanh Nghị đã mượn hòa cúng Phật như thế nào? Mượn hoa cúng Phật là ngụ ý người ta lấy của người này tặng người kia để tạo ân nghĩa mà bản thân người thực hiện hành động đấy không phải bỏ tiền ra. Thực tế Nguyễn Thanh Nghị cũng làm như thế mà cấp độ cao hơn. Nguyễn Thanh Nghị đã dùng đất công ban ơn cho các quan chức từ cấp cao đến cấp thấp. Đây là hình ảnh chính sách của Nguyễn Thanh Nghị là o bế các lãnh đạo cấp cao. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 30 tháng 6, cả nước có 75.694 căn nhà và phòng công vụ với tổng diện tích là hơn 2,8 triệu mét vuông. Trong đó có 50 căn biệt thự tương ứng với 20.965 mét vuông, 19.666 căn chung cư tương ứng với diện tích 1,5 triệu mét vuông, 55.778 căn liền kề tương ứng với số liệu gần 1,2 triệu mét vuông. Cụ thể, đối với nhà công vụ của bộ ngành cơ quan trung ương, tổng quỹ nhà công vụ của các bộ ngành cơ quan trung ương là 19.771 căn tương ứng với số trên 1,5 triệu mét vuông, bao gồm 32 căn biệt thự tương ứng với 16.000 mét vuông, 18.000 căn chung cư, 1.724 căn nhà liền kề. Đối với các nhà ở công vụ của các địa phương, tổng quỹ nhà đất công vụ của các địa phương là 55.923 căn tương ứng với số 1,2 triệu mét vuông. Tức là quỹ nhà đất còn rất lớn, việc ưu ái cho quan chức xem như Nguyễn Thanh Nghị đã rất thành công để chuẩn bị cho thời gian tới. Ông Nghị đã không phải bỏ ra đồng nào mà cả Trung ương Đảng được lợi. Cái hại là tài sản quốc gia đang bị gặp nhấm dần dưới dạng hóa giá nhà tư nhân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Năm ngày 12 tháng 8 năm 2021 với bản tin Học Nguyễn Tân Dũng, Nguyễn Thanh Nghị tung chiêu câu dính hàng loạt
Quan Tham. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.